Hi, xin chào mọi người đã quay lại với FOB TV. Như vậy là một cái mùa hè nữa chúng ta đã gặp nhau. Mỗi lần mà làm những cái video như vậy á, mình cảm thấy nó hơi bị run run các bạn. Giống như là đứng trước ống kính nói chuyện cũng quen vậy đó. Mình quen cảm giác phiêu lưu quen rồi. Đây là một vụ án mà FOB đã theo dõi từ những ngày đầu tiên luôn. Tức là khi mà nó xảy ra là FOB theo dõi luôn rồi. Và cho đến tận ngày hôm nay là gần 2 năm, vụ án này nó vẫn còn là một dấu hỏi. Và có lẽ là nó sẽ kéo dài nữa. Thành ra là FOB quyết định là làm cái vụ án này theo cá nhân suy nghĩ của mình luôn. Thường thường những bộ phim kinh dị mà dựa trên câu chuyện có thật thì nó khác các bạn nha. Đây là một cái vụ án mà tưởng chừng như là dựa trên những bộ phim kinh dị mà không có thật luôn. Và cách giết người của nó giống như những câu chuyện kinh dị mà FOB từng đi khám phá vào năm 1700 đến năm 1800. Cái cách nó giết người đó như vậy, nhưng mà không biết hung thủ như thế nào ra sao, đã học cách giết người từ những tiền bối hay những bộ phim và áp dụng vào trong đời thật luôn. Đây là toàn cảnh phòng khách của căn nhà, nơi mà hung thủ đã để chiếc búa giết 8 người nhà của nạn nhân. Mình đang nói đến cái vụ án là Idaho Murder tại thành phố Moscow. Thì vào tháng 11 ngày 13 năm 2022, các bạn thấy không? Số 13 không, đã thấy là nó tâm linh rồi. Một kẻ lạ mặt đã vào một căn nhà của 6 sinh viên. Họ đang ngủ say. Cái đêm đó là họ vừa party xong, đi body club về. Thành ra là cái sự tỉnh táo của 6 người này không còn nữa. Thì kẻ lạ mặt đã vào căn nhà 1122 đường King Road. Các bạn thấy không? 1122 cộng lại là số 6 luôn. Thì khi vào trong căn nhà này khoảng 4 giờ sáng á, tên hung thủ này á, đã rút ra một con dao găm và đã giết một thanh niên ở lầu 2 tên là Y Tịnh. Hai người này chưa hề có một cái quan hệ gì với nhau trong quá khứ. Sau khi giết người thanh niên này xong á, hung thủ mới giết luôn bạn gái của anh thanh niên này là cô bé Xana, mới có 19 tuổi mà thôi. Thì tưởng như là xong rồi, nhưng không, tên này là mò lên lầu thứ 3 và giết thêm 2 người nữa. Một cô bé Kaylee 20 tuổi và một cô bé tên là Madison cũng 20 tuổi luôn. Hai căn phòng á đều dính máu hết toàn bộ, trên tường tất cả mọi thứ đều dính máu luôn. Căn phòng dưới lầu 2 và căn phòng trên lầu 3 đều dính máu hết. Nhưng đây chưa phải là điều kỳ lạ và kinh khủng nhất. Sau khi giết 4 người xong á, thì tên hung thủ này mở cửa ra thì bất ngờ gặp người thứ 5. Cô bé này thấy nghe ồn ào và cô ta nghĩ là 4 người kia đang party, tức là chưa có ngủ, thì cô ta mở cửa ra. Cô bé này tên là Dylan. Và trong cái khoảng khách mà đối mặt với kẻ giết người đó, các bạn biết hung thủ làm gì không? Hung thủ chỉ nói một câu thôi, đó là "It's okay, I'm going to help you", tức là hãy yên tâm đi, tôi đến để giúp bạn mà thôi. Và sau đó bỏ đi luôn, không giết cô bé Dylan này, và ngoài ra tha luôn cho người thứ 6. Nhân diện của cái kẻ giết người này là mặc toàn một bộ đồ đen và mang một cái khẩu trang, và người dính đầy máu luôn, cầm con dao bước đi. Nhưng đó chưa phải là điều quái dị nhất. Sau này khi mà cảnh sát điều tra đó, thì cảnh sát xác định rằng cái khung thời gian giết người là từ 4 giờ sáng đến 4 giờ 25 sáng. Nhưng trong thời điểm đó, nạn nhân nữ đầu tiên là Xana đã order đồ đát, tức là order đồ ăn đem đến nhà vào khoảng 4 giờ sáng. Quái đản thiệt, 4 giờ sáng order đồ ăn. Và cô này á, sau khi mà order đồ ăn xong á, còn chơi TikTok luôn cho đến 4 giờ 12 phút. Chứng tỏ có thể là như sau: hung thủ đã ở trong căn nhà trước đó từ rất là lâu. Các bạn còn nhớ cái vụ án mình làm Villicast Axe Murder không? Giết người bằng búa đó, hung thủ núp trên trần nhà đó. Có thể chuyện này nó y chang như vậy luôn. Tức là hung thủ đã canh me và giết bạn trai trước, rồi núp lùm ở đâu đó. Sau khi Xana ăn xong đi lên phòng mới giết Xana, rồi giết 2 người kia. Thì chứng tỏ là trong căn nhà lúc đó không phải mọi người đều ngủ hoàn toàn. Hồi đầu á, chúng ta nghe, chúng ta nghĩ là ok, tại vì party về, uống bia uống rượu về mất tỉnh táo. Nhưng mà không. Sau cái điều tra chúng ta mới nhận ra rằng wow, những người này có thể là không ngủ, hoặc là ngủ lim dim mà thôi. Mà làm sao hung thủ hay giết tới 4 người nhanh như vậy? Thì tóm gọn lại là hung thủ chỉ cần khoảng 2 đến 3 phút là giết một mạng người. Còn lại là thời gian đi lên lầu 2, lầu 3 và lẫn trốn mà thôi. Chưa kể là hung thủ còn đối mặt với người thứ 5 nói chuyện nữa. Cho nên cái khoảng thời gian giết người nó rất là ít. Một người chắc khoảng 1 phút rưỡi đến 2 phút thôi. Đây là một kẻ giết người có thể gọi là đã tập luyện trước từ rất là lâu, bài bản và lạnh lùng. Và các bạn biết á, là mấy giờ cảnh sát mới đến không? Tới 12 giờ trưa nữa. Vì sao? Vì sau khi mà đối mặt với kẻ giết người này á, tuy là không thấy mặt nhưng mà thấy mắt thôi, Dylan đã hoảng sợ và vào trong phòng của mình ngồi, không dám nhúc nhích cho đến 12 giờ trưa luôn. Đối với cô á, 7 tiếng, nó chỉ có 5 phút mà thôi. Thì sau 7 tiếng cô mới hoàn hồn lại và gọi cảnh sát. Nhưng mà khi mà cảnh sát đến á, là đã có một số người bạn đến rồi. Tại vì cô này có sợ quá, cô gọi tùm lum la hết. Thành ra cái hiện trường lúc đó nó cũng bị lộn xộn luôn. Mà nếu thực sự các bạn nha, vụ án này nó xảy ra tại một cái vùng quê hẻo lánh á, tại bất cứ quốc gia nào đi chăng nữa, mình nghĩ cũng rất là khó để kiếm được hung thủ. Vì sao? Mình sẽ nói sau. Nhưng đây là một cái khu trường đại học, nó gọi là một cái college town, tức là một cái thành phố chuyên dành cho những học sinh học đại học. Cho nên camera gắn rất là nhiều. Và các cảnh sát đã điều tra ra một điều kỳ lạ. Có một chiếc xe màu trắng Hyundai Elantra đã chạy xung quanh nhà của nạn nhân 12 lần trước cái ngày thảm sát xảy ra. 8 lần á, là cho 2 tuần trước đó, và 4 lần cho cái đêm bị thảm sát. 3 lần chạy xung quanh căn nhà vào giữa đêm. Và lần thứ tư á, chiếc xe này xuất hiện á, cũng là lần cuối cùng luôn, là vào 4 giờ sáng. Thì bắt đầu cảnh sát mới điều tra lần theo cái biển số xe của cái xe Hyundai này. Và họ đã tìm được số phone của một người đàn ông khoảng 28 tuổi. Thì họ bắt đầu track cái số phone của anh này. Thì mới thấy rằng trong khoảng thời gian 2 giờ 48 phút cho đến 5 giờ sáng, gần 5 giờ sáng, phone của anh ta không hề hoạt động, là off phone luôn. Chứng tỏ người đàn ông này đã có âm mưu, mưu tính làm một cái điều gì đó. Và theo cái cách điều tra cảnh sát thì đây chính là người nghi vấn số 1. Cảnh sát quyết định là bắt anh này vào tháng 11 ngày 30 năm 2022 tại nhà ba mẹ của anh. Lúc đó là khoảng 2 giờ 30 chiều và họ đang ngồi họp gia đình với nhau. Và anh này không hề chống cự các bạn. Gã này không hề chống cự luôn, để cảnh sát bắt, nhưng mà nói mình vô tội. Và người đàn ông đó tên là Bryan Kohberger. Thì khi mà cảnh sát lục tung cái hiện trường vụ án á, họ đã phát hiện thấy một cái vỏ dao. Và họ mang cái vỏ dao đó về và xét nghiệm DNA trên cái vỏ dao đó. Và trùng hợp thay, cái DNA trên vỏ dao lại trùng hợp cái DNA của Bryan Kohberger. Từ đó người ta kết luận rằng Bryan Kohberger là kẻ giết người, giết 4 sinh viên của căn nhà 1122 đường King Road. Thì hồi đầu tiên các bạn, mình tính là sẽ tới căn nhà này để làm một cái clip cho mọi người xem. Tại mình nghĩ hấp dẫn của nó, cái sự man rợ của nó không thua gì căn nhà The Axe Murder. Nhưng mà bây giờ căn nhà này đã bị đập xuống rồi. Các bạn nhớ nha, thường thường những căn nhà có nào có vụ án á, thường thường là tới 3 đến 4 năm người ta mới đập nát. Căn nhà này là trong vòng khoảng 1 năm đổ lại đập nát luôn rồi. Chứng tỏ là cảnh sát đã gom hết tất cả các vật chứng đầy đủ rồi. Và vì một cái lý do gì đó người ta không muốn giữ lại căn nhà này nữa. Thì trước khi mà mình tìm hiểu Bryan Kohberger là ai, là một người như thế nào, tính cách ra sao, hãy tìm hiểu về 4 sinh viên này. 4 sinh viên nói riêng bị chết và 6 sinh viên nói chung. Họ có những cái ứng xử gì, họ có những cái hành động gì mà đã gây hấn với kẻ giết người. Thật sự mà nói, nếu mà tìm hiểu kỹ luôn á về 6 người, chắc chắn là cái video này mất cả hơn 2 tháng mới ra. Thành ra mình tìm hiểu chung chung thôi. Và mình chốt lại một điều như sau. Họ là những con người đại diện cho tuổi trẻ, đời sinh viên của những thanh thiếu niên nước Mỹ. Họ đang tận hưởng những cái giây phút tốt đẹp nhất của đời sinh viên. Các bạn biết nè, cái độ tuổi mà đẹp nhất á, của con người á, đó là từ 20 cho đến 27-28. Đây là cái thời gian mà bạn không còn ở chung với gia đình nữa. Các bạn đi ra đời và đi học đại học. Các bạn sẽ đến một cái nơi khác, ở chung với những người cùng tuổi như mình, cùng có cái suy nghĩ như mình. Và mỗi ngày đều là một cái buổi tiệc. Các bạn nhớ lại đúng không? Bạn nào từng học dorm ở Mỹ, học college tại Mỹ, mướn nhà ở chung với bạn bè, mỗi ngày đều là một cái niềm vui. Tại vì về nhà là có bạn bè, mỗi người mỗi phòng. Với lại năm đầu tiên các bạn không có nặng nề lắm về vấn đề học hành. Và sinh viên tại Mỹ thì không có lo cơm áo gạo tiền. Thứ nhất là tiền đi học là được chính phủ cho hoặc là cho mượn, tiền ăn cũng vậy luôn, và các bạn chỉ lo một phần đó là đi làm rồi đổ xăng này kia thôi đó. Và 6 người này á, họ sinh ra trong một gia đình cũng không phải quá giàu có, cũng không phải là nghèo, ở giữa giữa, cho nên mình nghĩ là họ đại diện đúng luật cho cuộc đời sinh viên của nước Mỹ. Giống như là các bạn đi học xa, các bạn háo hức muốn về nhà, nhớ nhà, nhưng mà về nhà rồi lại háo hức quay lại trường, tại vì có nhiều bạn bè. Và thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật nào cũng là rất là vui vẻ, tại vì có nhiều người bạn bè đến thăm, party khắp nơi, mọi thứ đều là màu hồng. Và cái tuổi này á, khi mà các bạn mà ra đời á, đi làm á, thì nó còn nhiệt huyết nhiều lắm. Còn mình nói cho những bạn nào mà ở Việt Nam dễ hiểu là gì nè, các bạn hãy tưởng tượng đi, các bạn là sinh viên thứ nhất, đời sinh viên gì đó. Các bạn lên Sài Gòn học, các bạn được một cái ưu đãi là không cần phải lo cơm áo gạo tiền. Và vì năm đầu các bạn học ok được rồi, thì các bạn sẽ thấy cái cuộc đời sinh viên nó đẹp ra sao, đẹp như thế nào. Có nhiều mối tình, nhiều tình bạn. Vậy thì cái tuổi này á, nó có cái gì mà để gây cho người khác sự thù ghét hay không? Đặc biệt là 6 người trên. Có các bạn. Đây là cái tuổi mà bạn ngông cuồng nhất và ít nghĩ mọi thứ xung quanh nhiều nhất. Các bạn chắc đã có coi cái đoạn video mà về Madison đã dùng ngón tay thối và nói từ F U với một cái người đàn ông lạ đứng sau. Trong lúc cô ta mua đồ ăn, bức xúc một cái gì đó. Turn the music down. Hay là các bạn thấy nó mở nhạc rất là to, không quan tâm đến hàng xóm luôn, complain luôn. Thì cảnh sát đến mới bật nhạc nhỏ lại. Và Xana vài giờ cuối cùng trước khi cô bé này bị giết thì cô bé này, các bạn thấy không, cũng không tỉnh táo nữa. Mới có 19-20 tuổi, mình nghĩ lúc đó cũng uống rượu rất là nhiều rồi, thậm chí là hút xà cân luôn đó. Sinh viên Mỹ là như vậy. Thì qua đó các bạn thấy đây là cái tuổi ngông cuồng và ít suy nghĩ đến, và không có cha mẹ bên cạnh nữa, cho nên rất là thích thể hiện cái tôi của mình nếu có cơ hội. Các bạn hãy tưởng tượng đi, đã có giây phút nào khi mà các bạn khoảng 21-22 tuổi để chứng minh cái tôi của mình trong nhóm bạn, các bạn đã gián tiếp hay là cố tình luôn đã làm tổn thương một người bạn khác của mình hay chưa? Giống như thích, biết một cái anh nó đang thích mình nhưng mình không thích lại, đúng không? Các bạn cái buổi tiệc đó các bạn không ngại để nắm tay một chàng trai khác hay nắm tay một cô gái khác để cho cái người bên kia họ buồn, nhưng mà các bạn có được cái tôi của mình. Hay là thậm chí các bạn thể hiện cái điểm mạnh của mình và vô tình làm cho người bạn của bạn buồn, hụt hẫng vì họ không được như bạn. Và nếu có, cái đó nó cũng bình thường, vì đây là cái tuổi mà thể hiện cái tôi của mình rất là cao nếu bạn có cơ hội. Thì qua hai cái đoạn video vừa rồi các bạn cũng thấy rồi, đây là những con người đậm chất trẻ tuổi của nước Mỹ. Họ là như vậy, và mình nghĩ tuổi trẻ nào thì cũng là như vậy mà thôi. Thì liệu ở đây á, họ đã có lúc nào động chạm đến cái tôi của Bryan Kohberger và làm cho hắn ta điên lên để giết họ hay không? Tuổi trẻ mà, không biết được, đúng không? Chứng minh bản thân của mình còn quá nhiều năng lượng. Và bây giờ hãy nói về Bryan Kohberger. Thật kỳ lạ các bạn, khi mà Bryan Kohberger bị bắt á, trong những ngày đầu tiên á, thì sinh viên trong trường đại học, những người quen biết gã đều bất ngờ. Tại vì gã này là một người có học thức rất là cao, vừa tốt nghiệp 4 năm về tâm lý học và về luật, rồi sau đó tiếp tục học qua cái ngành, cái này gọi là PhD Criminology. Đây là một cái ngành gọi là nghiên cứu tâm lý học tội phạm, hay là điều tra, hay là tìm hiểu. Các bạn thấy có những kẻ tội phạm mà bị bắt rồi bị những người ngồi phỏng vấn trong một cái phòng nhỏ nhỏ vậy đó, đúng không? Hay là phỏng vấn trên TV đó là cái ngành đó đó. Thì gã này đang học cái ngành này. Với những người xung quanh thì Bryan Kohberger là một con người khô khan, không có bạn bè và hình như không có bạn gái luôn. Những điều mà gã quan tâm đến đó là tâm lý học của tội phạm mà thôi. Rất là tự tin về ngành đó, trong lớp rất là sôi nổi, thậm chí giỏi đến mức mà được cho làm trợ giảng luôn. Và không ít lần những sinh viên cấp dưới phải mệt mỏi với Bryan Kohberger, tại vì cái gã này quá hà khắc trong cái vấn đề là học tập của những sinh viên cấp dưới, giống như là chấm điểm vậy đó, phụ giáo viên thôi. Bryan Kohberger rất thích nhìn người khác xung quanh trong lớp các bạn. Đang học vậy nè, về tâm lý mà, lâu lâu nhìn người khác vậy nè. Nhất là thích nhìn phụ nữ. Và khi bị phát hiện không có ngại, như là thẳng luôn, cho người ta biết mình đang nhìn người ta luôn. Còn hàng xóm nói gì về Bryan Kohberger? Ban ngày thì đi học, nhưng ban đêm lại như không ngủ luôn, thức khuya, bá đạo vậy đó. Khoảng 1-2 giờ sáng, học buổi 1-2 giờ sáng ra clean xe. Mà clean xe giống như là đeo mặt nạ rồi đeo găng tay vô, đủ thứ vậy đó. Rất là quái dị. Nó gọi là odd hay là weirdo đó. Nhưng thật sự các bạn, những cái người mà nghiên cứu về tâm lý học tội phạm, họ đều quái đản như vậy, họ đều khô khan như vậy. Cái này mình không nói sợ các bạn nha. Cái ông mà cái bên nhà bên mình nè các bạn. Thật ra đôi khi mình nghĩ là cái vấn đề luật hấp dẫn là có thật. Cái ông cái bên nhà mình ổng là nghiên cứu về tâm lý học tội phạm. Cha này sống cực kỳ khô khan luôn. Và kiểu giống như là thích ban đêm lắm, lâu lâu 1-2 giờ sáng hút thuốc vậy đó. Nó quái dị. Và cả bản thân mình cũng vậy các bạn. Những người bạn mà tiếp xúc với mình hay thậm chí vợ mình nói luôn là tiếp xúc mình lâu dài ở chung với mình, mình rất là khô khan. Mình quá là thực dụng đi, nó bị khô. Và mình cũng quái đản nữa đó. Thì nếu mà nói đó là những nguyên nhân mà để Bryan Kohberger giết người thì không có đúng. Tại vì người ta nói là nồi nào vung đó. Bạn học cái ngành nào thì bạn gặp nhiều tội phạm thì cái con người bạn cũng phải quái dị như vậy luôn mới đối diện với tội phạm được. Cho nên mình đã điều tra sâu hơn về một tí về cuộc đời của Bryan Kohberger khi còn nhỏ. Và quái dị luôn các bạn, nhỏ và lớn hoàn toàn khác nhau. Bryan Kohberger hồi nhỏ bị overweight, tức là bị béo phì Rồi anh này ảnh bị body shame luôn, tức là nói sao ta, thấy tủi thân về không có tự tin về thân hình của mình. Có thời điểm mà nặng nhất là Bryan Kohberger nặng tới 300 pound, tức là đâu đó khoảng 140 mấy ký. Lúc đó Bryan Kohberger cao khoảng có 5 feet 7, 5 feet 6 gì nè. Thực sự như vậy là rất là nặng rồi, rất là mập rồi. Và bị bạn bè bắt nạt, ăn hiếp. Mình có tìm hiểu qua, ba mẹ của Bryan Kohberger không hề abuse, tức là đánh đập hành hạ anh này. Ba mẹ rất là đàng hoàng, làm trong trường học luôn, là những người có thể gọi là có học thức. Và Bryan Kohberger không dám nói cho cha mẹ mình nghe. Từ đó sinh ra bị depressed, thiếu tự tin, không có bạn bè, không có bạn gái. Khoảng cuối cấp 2 và đầu cấp 3, Bryan Kohberger bắt đầu sử dụng xà cân. Thì thật sự sử dụng xà cân là điều bình thường tại Mỹ. Nhưng gã này đã tiến thêm một cái bước cao cấp hơn, đó là xài... bạn hiểu không? Đó, chất cấm đó. Mình không dám nói cái từ này ra trong đây. Đó, chất cấm, các bạn hiểu rồi gì? Đó, đó, chơi tới mức vậy luôn. Và điều này nó giúp cho Bryan Kohberger vượt qua được cái depress. Đồng thời nó cũng giúp gã có cái sức mạnh để tập luyện thể dục thể thao nhiều hơn, điên cuồng hơn. Nhưng mà vì điên cuồng quá cho nên gã đã bị chứng nó gọi là rối loạn tiêu hóa. Nói chung là không muốn ăn, nó không tới mức mà không muốn ăn gì hết. Tập luyện nó không muốn ăn và phải vào bệnh viện luôn, nhập viện tới mức vậy luôn. Nhập viện tới mấy lần luôn vì không có ăn và tập luyện quá sức. Và cuối cùng khi mà tốt nghiệp cấp 3 thì Bryan Kohberger đã xuống hơn 100 mấy chục pound, là người trở nên thon gọn trở lại. Và từ đó bắt đầu có sự tự tin trong con người của mình. Vì gã nghĩ rằng là cuộc đời của gã đã bị ăn hiếp bắt nạt từ cấp 1, cấp 2. Và bây giờ gã đã vượt qua được, cũng như là đã tập thể dục thể thao mạnh khỏe hơn. Ốm lại thì gã sẽ làm được chuyện khác. Tức là đã thay đổi được diện mạo của mình thành một con người mới vậy đó. Và đồng thời thì lúc này Bryan Kohberger cái tính tình cũng bắt đầu thay đổi luôn. Từ một kẻ bị ăn hiếp trở nên thích ăn hiếp người khác và nghiện rất là nặng. Đó là cái điều mà Bryan Kohberger chưa vượt qua được. Gã nghĩ rằng là gã đã vượt qua được tất cả rồi. Nhưng mà chất cấm và cà sân thì vẫn chưa có vượt qua được. Nhưng có lẽ gã đã vượt qua được. Thành ra sau này mới đi học được đại học 4 năm và rồi học thêm cái nghiên cứu về tâm lý tội phạm nữa. Tức là giai đoạn có thể là maybe từ 20 cho đến 22, 23 đã cai được. Cái này là đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa công khai cái này các bạn nha, vì cái vụ án nó vẫn còn đang điều tra. Nhưng dù đã giảm cân đi, sức khỏe tuyệt vời các bạn nha, tướng tá nhìn ok hơn, thật sự nhìn cũng đẹp trai hơn, và cứ cho là cai nghiện được đi, ok, và tự tin về ngành tâm lý học tội phạm trong lớp với bạn bè, với phụ nữ. Nhưng Bryan Kohberger ở ngoài đời vẫn không hề có một người bạn thân, vẫn không hề có một người bạn gái nào. Sau khi gã bị bắt, kể về cuộc đời của gã thì chứng tỏ đó là đâu đó trong con người của Bryan Kohberger vẫn thiếu tự tin để cởi mở tiếp xúc với người khác, để chấp nhận một người phụ nữ nào đó bước vào trong cuộc đời của mình, hay là một người bạn bình thường nào đó bước vào trong cuộc đời của mình. Thì dĩ nhiên là bạn chơi hàng thì Bryan Kohberger có 1-2 người vậy. Nhưng mà thật sự như vậy cũng quá là ít các bạn nha, cũng quá là ít. Bạn chơi hàng là bạn chơi hàng trong quá khứ chứ không phải là bây giờ nha. Lúc mà trước khi bị bắt là không có bạn bè luôn. Thì một lần nữa chúng ta quay lại vấn đề Bryan Kohberger, ok, là một người ở trong con người của mình thiếu tự tin, chưa dám tiếp nhận được một nhóm bạn mới. Còn bên đây là một nhóm bạn mới đầy năng lượng vào đời và không ngại có một chút ngông cuồng trong cuộc sống. Thì liệu đã có hai bên nó va chạm không chứ? Bốn người này đã có bao giờ gặp được Bryan Kohberger chưa? Và gây cho gã một cái sự xót thương, đau đớn, từ đó gây ra vụ giết người. Thì đây là kết cục điều tra. Sau gần 2 năm các bạn, gần 2 năm, Bryan Kohberger vẫn nói rằng mình là kẻ vô tội và có đủ chứng cứ, cho nên vụ án bây giờ vẫn tiếp tục xử. Rõ ràng là có nhiều chứng cứ chống lại gã. Mình sẽ nhắc lại, đầu tiên đó là chiếc xe chạy qua nhà người ta đến 12 lần luôn, và trong cái đêm thảm sát là 3 lần, và lần thứ tư là 4 giờ sáng, là ngay cái thời điểm gây án. Cái thứ hai đó là cái DNA trong cái vỏ dao, và thứ ba đó là cái cell phone không có hoạt động từ 2 giờ 48 phút đến 4 giờ 50 phút không hoạt động. Bryan Kohberger cũng thừa nhận luôn, cái đêm mà thảm sát hắn ta lái xe đi một mình. Có nhân chứng giúp đỡ cho Bryan Kohberger là đêm đó hắn ta đã làm gì. Nhưng mà cái vụ này nó sẽ xét xử vào năm 2025. Thì đó là những cái chứng cứ chống lại Bryan Kohberger. Nhưng nó cũng có những cái để chứng minh là gã vô tội. Đầu tiên thì mình xin nói cái vấn đề mà nó dễ dàng nhất, tức là cái vỏ dao. Đúng, cái vỏ dao có DNA của Bryan Kohberger, nhưng không hẳn cái con dao thuộc về cái vỏ dao đó là con dao gây án. Tại vì con dao gây án chưa tìm được. Có thể cái vỏ dao này nó đã tình cờ đụng vào Bryan Kohberger tại một cái dịp nào đó, và con dao gây án là một con dao khác. Cái thứ hai là vậy nè, đó là đúng, chúng ta thấy cái chiếc xe nó chạy qua căn nhà 12 lần, nhưng không có một cái camera nào quay được là vào khoảng 4 giờ chiếc xe đó đã đậu trước căn nhà. Và sau khi gây án xong, chiếc xe đã bỏ đi, không hề có các bạn nha. Và từ nhà của nạn nhân đến nhà của Bryan Kohberger hình như là khoảng 8 mile, tức là 16 cây số. Lái xe thì khoảng 15 phút, nếu ban đêm thì khoảng 10, 12, 13 phút thôi. Thì nếu mà có một cái chợ ở gần đó thì rất là bình thường các bạn. Nó rất là bình thường. Thì đây là hai cái mà các bạn nghe qua, các bạn thấy chưa có cái sự thuyết phục, đúng không? Nhưng mà cái thứ ba thì nó hơn một tí xíu. Đó là lời khai của Dylan. Dylan khai rằng là đã gặp một người đàn ông nói "It's okay, I'm going to help you", tức là bạn hãy yên tâm đi, tôi sẽ giúp bạn. Đây là một người đàn ông có một cái chân mày rất là rậm. Đó là những điều cô ta thấy được. Nhưng cái chi tiết mà chân mày rậm là Dylan khai sau khi đối mặt với Bryan Kohberger. Chứ trước đó là cô này cô không có nói về cái chi tiết lông mày rậm. Có thể là cô này cô bị hoảng loạn và hoảng sợ. Cho nên cái lời khai của cô ta không được chính xác cho lắm. Các bạn nghĩ coi, tới 12 giờ mới gọi cảnh sát nè, thì liệu đêm đó có nhớ chính xác mọi thứ hay không? Mình biết các bạn đang nghi ngờ Dylan và cái cô gái thứ 6. Mình quên cô gái này rồi, tại cô này cô ngủ quên luôn. Nhưng mà cảnh sát đã điều tra thì hai cô này không phải là kẻ hung thủ, và hiện tại bây giờ đang bị điều trị tâm lý các bạn nha, để bình thường lại. Cái quá trình tâm lý này cho cảnh sát thấy được là hai cô gái này không thể nào mà giết người được. Cái cuối cùng đó các bạn, đó là cái thời gian giết người. Thì như mình nói lại rồi, cái vụ án nó quá dị lắm. Thời gian giết người lúc đó là không hẳn 4 nạn nhân đã ngủ hay đang ngủ. Xana 4 giờ là order DoorDash nè, đúng không? 4 giờ 12 phút còn chơi TikTok nữa. Thì có thể là hung thủ đã lẫn trốn trong căn nhà đó từ rất là lâu, chứ không phải là chiếc Hyundai nó đi vòng như vậy. Thì đó là những cái mà người ta nghĩ rằng là cần phải điều tra lại về vụ án Bryan Kohberger. Còn thêm một chi tiết nữa mà mình không nhớ, các bạn đợi tí xíu để mình coi. Ok, cái chi tiết này nè. Kẻ giết người dính đầy máu, đúng không? Dính đầy máu luôn, mặc áo màu đen. Nhưng trong cái xe lại clean hoàn toàn. Các bạn biết nha, dù clean cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn phải có dấu vết, tại vì người dính đầy máu mà, trong xe cũng clean. Nhưng mà còn cái này nè, là một cái mà Bryan Kohberger có thể cãi đến bây giờ là mình là vô tội, và cũng có nhiều người đang ủng hộ hắn ta, mặc dù 90% á, người dân trên nước Mỹ nghĩ rằng Bryan Kohberger là kẻ giết người. 10% á, thì họ vẫn tin á, là gã này có thể không phải kẻ giết người mà liên quan mà thôi. Thì đó là cái chứng cứ gì? Bryan Kohberger và 4 sinh viên này chưa bao giờ biết nhau trong cuộc đời. Chưa bao giờ. Họ chưa bao giờ gặp một cái tương tác ở ngoài đời. Đi chợ gặp nhau, lên trường gặp nhau, party gặp nhau. Chưa. Đối với 4 sinh viên này á, thì họ chưa bao giờ biết được cái sự tồn tại của Bryan Kohberger. Riêng họ. Vì sao mình nói là riêng họ? Thực chất á, Bryan Kohberger có vào Twitter, không phải, Instagram của Madison trước 2 tuần vụ thảm sát và nhắn một câu: "Hi, how are you?" Từ đó trở đi á, là hắn ta thích like mỗi tấm hình của Madison luôn. Nhưng mà cái tin nhắn không bao giờ được hồi âm. Thì sau này họ mới biết được á, là hình như là Instagram nó có một cái chế độ là hình như là bạn không đọc tin nhắn của người lạ hay sao đó. Thì cái cô Madison này chưa bao giờ vào đó để đọc cái tin nhắn của Bryan Kohberger gửi cho mình. Thì chứng tỏ á, là chỉ có Bryan Kohberger biết Madison mà thôi, trên mạng xã hội. Còn Madison thì không biết sự tồn tại trên đời của Bryan Kohberger. Thì đây là cái vụ án nó như vậy. Thì mình biết, mình kể xong á, các bạn thấy nó lũng cụng, mà thật sự nó là như vậy, tại vì bây giờ nó còn đang tiếp diễn. Nhưng á, cái vụ án này á, nó làm cho mình nhớ đến một câu chuyện. Thực chất mà nói các bạn, cái vụ án này á, nếu mà Bryan Kohberger là kẻ giết người thiệt á, thì cách giết người của hắn ta giống rất là nhiều kẻ giết người trong quá khứ. Đầu tiên á, là BTK. Cái khung thời gian á, nó đi lặp lại như BTK luôn. BTK là một kẻ giết người theo thời gian các bạn nhé. Cứ vài năm đúng ngày là giết người một người. Và mình từng làm một video về sự liên quan của hai nhân vật này rồi. Người ta vừa quên BTK một cái, trong khoảng thời gian đó là Bryan Kohberger xuất hiện. Thấy hay không? Thấy ghê chứ không thấy hay. Và cách giết người của gã này á, là y chang như những câu chuyện kinh dị năm 1700, 1800. Và gã là một người học về tâm lý học tội phạm. Nó làm mình nhớ đến một cái vụ án mình từng coi rất là lâu. Nói sao ta? Mỗi người chúng ta các bạn, mình và các bạn vậy nè, đều có một cái thế giới tưởng tượng riêng cho mình. Các bạn có bao giờ gặp một cô gái bước đi trên đường rất là đẹp, hay là các bạn đến dự một cái sự kiện, hay là các bạn chỉ lướt qua cái sự kiện đó thôi, và các bạn tưởng tượng rằng mình đang nắm tay cô gái đó, hay là các bạn là cái nhân vật chính trong cái sự kiện lớn đó. Các bạn tạo ra một cái thế giới mà các bạn là nhân vật chính, mà trung tâm của mọi thứ. Các bạn là số 1 trong cái nhân vật chính đó, trong thế giới ảo đó. Và các bạn có quyền bỏ những người lạ mặt vào trong thế giới của bạn, thành phản diện hay là chính diện tùy bạn. Đó là thế giới tưởng tượng của bạn mà. Và vì nó là thế giới tưởng tượng của bạn, thành ra bạn sẽ là trung tâm. Và điều đó nó giúp cho các bạn thoải mái, giống như các bạn đã thụ hưởng được hay là đạt được cái ao ước trong cuộc đời của mình vậy đó. Và tùy theo cái sống não của các bạn sống trong cái thế giới tưởng tượng này bao lâu? Một ngày khoảng vài lần, thậm chí là vài chục lần luôn. Nó làm cho bạn đỡ stress, đỡ chán nản với cuộc sống đời thực bây giờ. Và mình nghĩ ai cũng từng có thế giới tưởng tượng này. Hồi nhỏ chúng ta tưởng tượng là siêu nhân, Captain America, Iron Man. Mình tưởng tượng mình là họ, mình đi phiêu lưu. Lớn lên thì mình nhận thức nhiều hơn, nhưng mà mình cũng sống vào cái thế giới tưởng tượng đó mà có lẽ nhiều người không nhận ra. Nhưng có một số người họ sống trong cái thế giới tưởng tượng đó, họ chìm sâu vào trong nó luôn, và họ quyết định là mang nó ra đời thật. Thì cái vụ án mình từng đọc là về hai cô bé 14-15 tuổi các bạn. Hai cô bé này là Les hay sao họ yêu nhau, và họ đã tưởng tượng ra một cái thế giới riêng cho mình. Ở trong đó họ là nhân vật chính. Họ sống một cái màu hồng rất là đẹp, và họ đặt những nhân vật phản diện trong đó. Và trong đó có mẹ của một trong hai người. Đây là một cái nhân vật phản diện, và họ quyết định là sẽ giết bà này. Nhưng mà họ giết là họ không có giết trong thế giới tưởng tượng nha, họ giết ngoài đời thiệt luôn. Và cuối cùng họ làm thật. Thì khi mà ra tòa đó các bạn, còn quá nhỏ mà, thì khi mà quan tòa lấy lời khai thì bắt đầu họ kể về thế giới tưởng tượng của họ. Thì cuối cùng quan tòa nói rằng là hai cô bé này bị tâm thần. Nhưng sau này người ta phát hiện ra đây là một cái chứng tâm lý mà ai cũng có. Và sau này một trong hai cô bé lớn lên đã trở thành một cái nhà văn cực kỳ nổi tiếng. Và bà ta vẫn đang tiếp tục tưởng tượng những cái thế giới khác để viết thành cái cuốn truyện của mình. Bà này là một nhà văn chuyên viết về truyện trinh thám, rất nổi tiếng các bạn nha. Đây là một câu chuyện có thiệt. Thì nó làm cho mình nghĩ đến Bryan Kohberger. Cái giây phút mà gã đã thích cái tấm hình của Madison và say hi how are you, cái giây phút đó gã đã bỏ Madison vào trong cái thế giới tưởng tượng của mình. Đây là mình nghĩ các bạn nha. Và gã cho cô này là một cái nhân vật trong thế giới đó, và là một câu chuyện trong cuộc đời của gã. Đó là sự kết nối duy nhất mà thôi. Cô ta là một nhân vật ra sao mình không biết được. Và từ từ rồi đó thì gã sẽ bỏ thêm nhiều nhân vật khác, giống như là Kaylee. Tại vì gã thích hình Kaylee luôn. Trước cái đêm thảm sát thì gã có chạy xe xung quanh nhà nạn nhân là 8 lần. Thì trong 8 lần đó không hẳn là kế hoạch giết người. Một phần là kế hoạch giết người, một phần còn lại là gã tự tạo ra một cái sự tưởng tượng kết nối trong cuộc đời gã với những nhân vật trong căn nhà đó. Và cái đêm mà Bryan Kohberger quyết định là giết 4 người này, tại vì họ đã làm một cái điều gì đó có lỗi, sai trái, hoặc là xứng đáng phải chết trong cái thế giới của Bryan Kohberger. Và gã quyết định là phải giết họ. Nếu 90% chúng ta nghĩ đúng Bryan Kohberger là kẻ giết người, và quả thật hắn ta là người như vậy đi, thì trong thâm sâu Bryan Kohberger biết mình đã giết 4 cô gái này trong đêm đó. Nhưng vì sao mà gã còn chiến đấu dai dẳng đến như vậy? Vì gã tin rằng cái lý tưởng của mình, cái cách mình làm là đúng. Tại vì họ đã đối xử như thế nào đó trong cái thế giới tưởng tượng của gã, và gã phải chiến đấu điều này về điều này. Tức là Bryan Kohberger đã mang cái thế giới ảo tưởng của mình ra đời thật, và bây giờ gã chính thức sẽ chiến đấu vì nó. Thì đây là một cái suy nghĩ của mình thôi. Tôi vui về cái vụ án này, tại vì cho đến bây giờ thì mình vẫn còn đang theo dõi nó. Thực sự các bạn, mình theo dõi tới mức mà các bạn biết, đã có giai đoạn mình nghĩ là Bryan Kohberger là người vô tội luôn. Mình nhập tâm đến vậy luôn. Và vì không còn một cái mắt xích nào khác, mình đã nghĩ đến cái câu chuyện là gã đã tưởng tượng ra một thế giới, và gã quyết định là hòa nhập thế giới đó vào chính thế giới của mình, thế giới hiện tại bây giờ của chúng ta, và chiến đấu vì nó. Chiến đấu vì sao lại giết 4 người này. Thì xin chào mọi người, và hẹn gặp lại mọi người trong một cái clip khác của Fob. Tạm biệt.